Cũng trong ngày hôm qua, ngành y tế tỉnh Đồng Nai tổ chức họp báo công bố đưa vào vận hành tổ hợp Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai với hình thức hợp tác công tư PPP đầu tiên trong ngành y tế cả nước. Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai được xây dựng với tổng vốn đầu tư trên 3.370 tỷ đồng. Đây là tổ hợp bệnh viện khu vực đầu tiên của cả nước được xây dựng với số vốn lớn và có đầy đủ các trang thiết bị hiện đại của cả nước và trong khu vực. Bệnh viện có quy mô 2 tòa nhà 13 tầng và 18 tầng, được xây dựng trên diện tích 70.000 m2, có một sân đáp trực thăng trên nóc. Ngoài các khu khám bệnh, bệnh viện Đồng Nai còn có một khu dịch vụ bệnh viện tiêu chuẩn từ 4 đến 5 sao, điều trị nội trú và khu lưu trú dành cho người nhà bệnh nhân. Hiện bệnh viện Đa khoa Đồng Nai ký kết hợp tác với các bệnh viện lớn trong khu vực như Thái Lan, Singapore, Australia để cung cấp nguồn nhân lực và các dịch vụ điều trị cho bệnh nhân. Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai được xây dựng và vận hành theo mô hình hợp tác công tư PPP. Hiện Đồng Nai là địa phương đầu tiên trong cả nước thực hiện việc hợp tác công tư trong việc hiện đại hóa ngành y tế, phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu khám chữa bệnh cho người dân.